Hello, xin chào cả nhà. Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà mình. Chào cả nhà. Nó có bộ quá không ta? Kệ này, kệ đi. Hello, xin chào cả nhà mình và bên công ty Trọng Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là 9 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn sẽ tổ chức hái lộc đầu xuân. Thời gian hái lộc là từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối nha cả nhà. Và vào ngày mùng 1 Tết, cây mai vàng trị giá là 1.000 đô dành cho tất cả những khách hàng đã mua hàng bên công ty Trọng Hương Nguyễn. Ngoài ra sẽ có chương trình xếp đèn một chút hả? Đỡ kỹ thuật phí nha cả nhà. Và ngoài ra sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng về vào ngày mùng 1 Tết và lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali sẽ chọn ra 3 vị khách may mắn nhất ngày mùng 1 Tết. Và với giá trị giải thưởng là sẽ được quay trực tiếp, sẽ được phát trực tiếp trên trang fanpage Trọng Hương Nguyễn nha cả nhà. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng và chọn ra 3 vị khách may mắn nhất ngày mùng 1 Tết. Với giá trị giải thưởng có 3 giải nha cả nhà. Giải 3 là sẽ được bột trầm và nhan trầm trị giá là 500 đô. Giải 2 là sẽ được một cái vòng đeo tay trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 1.200 đô. Và giải nhất là sẽ được một cái chuỗi 108 hàng 6 lê trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Khi cả nhà mình mua từ 200 đô sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Mua thí dụ như cả nhà mình mua từ 600 đô thì sẽ được 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Mua càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Em chào chị Châu Trinh, chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Và bên công ty Trọng Hương Nguyễn chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ nằm trong Mall Phước Lộc Thọ miền Nam Cali, từ cửa sau đi vào cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách 2 căn là tới tiệm Trọng Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà. Và sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa, đóng cửa vào lúc 6 giờ tối, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai nha cả nhà. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, ngoài ra không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ nha cả nhà. Còn ở công ty Trọng Hương Nguyễn tại Việt Nam thì ở địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không đóng cửa ngày nào nha cả nhà mình nha. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam nha cả nhà. Chào cả nhà mình, và hiện tại thì có rất là nhiều người lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên đăng lên với các nội dung như là mua 1 tặng 1 hoặc là giảm 50% hoặc mua 2 tặng 1, thì tất cả những thông tin đó đều là giả mạo nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty Trọng Hương Nguyễn thì chỉ có 2 số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Số phone ở Mỹ của chị Hương là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có 2 số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. Hôm nay hai chị em đi về quê cái quên cầm cái bảng số điện thoại theo rồi. Em chào chị Huyền Tạ, chào cả nhà. Em chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hẳn muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem nha. Và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha. Và nam ca sĩ Đan Nguyên trước đây và hiện tại cho đến bây giờ chỉ đại diện duy nhất độc quyền cho bên công ty Trầm Hương Nguyễn, ngoài ra không đại diện cho bất cứ thương hiệu jewelry hoặc là trang sức trầm, quảng cáo trầm nào khác nha cả nhà. Chào cả nhà mình. Chào cả nhà. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ có hai loại trầm, một loại trầm là do con người trồng cấy, còn một loại trầm là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ like hai trang, một trang là Trầm Hương Nguyễn chính thức, còn một trang là Trầm Hương Nguyễn 2 nha cả nhà. Rồi, và bây giờ em sẽ lên những cái mẫu trầm cho con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Với cùng với chất lượng trầm thì cái giá Việt Nam sẽ được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xí nha cả nhà. Khi mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ thì mình sẽ được free ship toàn nước Mỹ. Còn mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ được free ship toàn Việt Nam. Còn mình mua sản phẩm bên công ty ở Việt Nam và ship qua những cái nước khác thì mình sẽ cộng phí ship là 60 đồng nha cả nhà. Hỗ trợ phí ship là 60 đồng. Cho dù cộng 60 đồng tiền phí ship thì cái giá Việt Nam vẫn được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xí nha cả nhà. Nên cả nhà mình muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin hoặc comment inbox riêng cho bên trang công ty Trọng Hương Nguyễn thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo nha. Chào cả nhà. Chào mẹ Tường Linh. Chào bà Nhí Vlog. Chào cả nhà nha. Chào bà Nhí Vlog. Chào cả nhà mình. Chào cả nhà. Và hiện tại là rất có nhiều trang giả mạo cho công ty Trọng Hương Nguyễn nha cả nhà mình nha.
Nên khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì mình chỉ gọi vào hai số phone ghi ở dưới màn hình nha cả nhà. Vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn và có nhiều người lấy hình ảnh nam ca sĩ đang nguyên quảng cáo sản phẩm cho mình, quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng nha. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone của chị Hương ở Mỹ, chỉ có một số phone duy nhất tại Mỹ nha cả nhà. Số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989. Chỉ có một số phone duy nhất tại Mỹ, không có số phone thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Khi cả nhà mình trả tiền ký chat, gửi gieo hoặc là cà thẻ thì chỉ có một số phone duy nhất nha cả nhà mình nha. Để tránh mình mua những cái trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ lên mẫu trầm do con người trồng cấy có trong ngày hôm nay nha cả nhà. Thanh Nguyễn và Mộng Huyền về đi về quê chơi nên quên đem cái số phone rồi, nên đọc đi đọc lại hai cái số phone để cả nhà mình dưới ghim ở dưới màn hình có hai số phone nha cả nhà. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình. Và đây là trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy, vòng đeo tay hạt 12 ly dành cho cổ tay nam. Nữ mà mình thích đeo hạt cổ tay tròn tròn mình vẫn đeo được hạt 12 ly nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy và giá Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam đồng. Trầm do con người trồng cấy, vòng đeo tay 12 ly miết với cái đá long cong nha cả nhà. Đá long cong hợp với người mệnh hỏa và mệnh mộc. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng nha. Giá Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 217 đô Mỹ nha cả nhà. 217 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly, trầm do con người trầm cái vẫn là trầm thật, trầm riêng 100% nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 em ly. Em chào chị bé Ba Trần. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trầm cái mít với lại đá long cong. Đá long cong là hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà. Bởi công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 217 đô Mỹ như thế nha. 217 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cái nha. Đây. 217 đô Mỹ. Chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì, không muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem nha. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà. Mình chỉ được tặng trên cái like như thế này và cái món cuối cùng mình tặng thêm được tặng thêm một ít để lọc. Khi cả nhà mình muốn lên mẫu nào cuối để chốt để lọc thì cứ nhắn tin hoặc inbox riêng cho trang công ty Trầm Hương Nguyễn. Còn không thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu ngẫu nhiên và cuối like sẽ tặng một ít để lọc nha cả nhà. Chỉ được tặng trên cái like như thế này. Còn ngoài ra mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà mình nha. Em chào chị Trân Bé, chào cả nhà. Và đây là vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy. Miết với đá aqua màu xanh nha. Đá aqua màu xanh hợp với người mệnh thủy, mệnh thủy, mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà mình. Giá Việt Nam là 3 triệu. Giá Việt Nam là 3 triệu 3 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3 triệu 3 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ nha cả nhà. 143 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy, vẫn là trầm thật, trầm riêng 100% nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy, mùi hương thơm nó sẽ ít hơn trầm núi rừng mộc tự nhiên và giá thành nó sẽ thấp hơn trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Em chào chị Nina Nail. Chào Nguyễn Như. Chào chị Nina Nail. Chào Danh Con nha, chào cả nhà. Chào Phương Lê, chưa làm hả gì Phương Lê? Lên xem live nha. Chào Phương Lê, chào Mỹ Chi Phạm. Đây, vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Không được. Đây. Vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy, mít với lại đá aqua là hợp với người mệnh kim, mệnh thủy và mệnh hỏa nha cả nhà. Đây. Hợp với người mệnh thủy, mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Giá Việt Nam là 3 triệu 300 ngàn tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ. 143 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Bởi công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Chào chào em Kevin Phạm nha. Chào cả rất nhà. Rất là đẹp nha cả nhà. Em chào anh Kevin. Chào cả nhà mình. Và đây là vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha.
Trầm do con người trồng cấy, vòng đeo tay hạt 12 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha. Nữ mà cổ tay tròn tròn thì mình vẫn đeo được hạt 12 ly nha cả nhà. Giá Việt Nam là 3,5 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 152 đô Mỹ nha cả nhà. 152 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy. Em chào chị Tinh Mai. Đây. Vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 3,5 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 152 đô Mỹ nha cả nhà. 152 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Quên đem hai số phone nha cả nhà mình nha. Khi mình mua 2... sản phẩm bên công ty Trọng Hương Nguyễn thì chỉ có hai số phone duy nhất để ghi ở dưới màn hình nha cả nhà. Hôm nay giờ quên đem cái bảng số phone rồi thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ đọc đi đọc lại hai số phone nha cả nhà mình nha, để tránh mua những cái sản phẩm là những cái trang giả mạo cho công ty Trọng Hương Nguyễn nha cả nhà. À, một số phone bên Mỹ của chị Hương là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có duy nhất hai số phone ghi ở dưới màn hình nha cả nhà, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Và đây là vòng đeo tay hạt 16 ly nha cả nhà, vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho cổ tay nam lẫn mình thích đeo hạt to fashion thì mình vẫn đeo được hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 16 ly mix với đá mắt chim ưng xám nha cả nhà. Đá mắt chim ưng xám hợp với người Bỉnh Thủy và Bỉnh Kim nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 7 triệu tiền Việt Nam đồng. 7 triệu tiền Việt Nam đồng. Vòng đeo tay 14 ly. Lộn nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay sorry nha cả nhà. Cái này là hạt 14 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ. Nữ mình thích đeo hạt to mình vẫn đeo được nha. Giá Việt Nam là 7 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 304 đô Mỹ nha cả nhà. 304 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho cổ tay nam cả nữ nha. Trầm cho con người trầm cấy là vẫn là trầm thật, trầm riêng 100% nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly em chào nhà. Anh Tuấn Vũ. Vòng đeo tay hạt 14 ly trầm cho con người trầm cấy mít với lại đá mắt chim ưng xám nha cả nhà, hợp với người Mệnh Kim và Mệnh Thủy. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 7 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 304 đô Mỹ. 304 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 14 ly trầm do con người trầm cấy. Đây, bởi công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trầm cấy, mít với đá san hô nha cả nhà. Mít với đá san hô đỏ nè, hợp với người mình thổ và mình kim ấy, hợp với người mình hỏa. Mệnh hỏa và mệnh thổ nha cả nhà. Hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm riêng 100% nha cả nhà. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền như thế này cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Mình có thể quấn vào cổ tay và bung ra đeo thành sợi dây chuyền để mình mặc áo dài, áo thun, áo đầm gì mình đeo cũng đẹp nha. Để mình chụp hình xuân nè, đây mình chụp hình Tết rất là đẹp nha, mặc áo dài á mà đeo chuỗi là chụp hình Tết rất là đẹp. Xin chào em đẹp gái, cảm ơn anh Tuấn Vũ rất là nhiều nha. Chào hai em đẹp gái, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Đây chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hàng 6 ly trầm do con người trầm cấy, mít với lại đá san hô đỏ nha cả nhà. Đá san hô đỏ là hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 6,700,000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 291 đô Mỹ nha cả nhà. 291 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hàng 6 ly trầm do con người trồng cấy. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Chuỗi 108 hàng thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Em chào anh Đức Tiến. Em chào anh Đức Tiến. Em chào anh Đức Tiến nha. Hai chị em hôm nay về quê quên đem cái bảng số phone rồi nên Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ đọc đi đọc lại cái số hai cái số phone nha cả nhà mình nha. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng nha cả nhà.
Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Và đây là chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly mix với đá mắt chim ưng xám hợp với người mệnh kim và mệnh thủy nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm cho con người trầm cái vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Giá Việt Nam là 8 triệu 7 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 378 đô Mỹ nha cả nhà. 378 đô Mỹ cho chuỗi 108 hạt 7 ly trầm cho con người trồng cấy. Mình có thể quấn vào cổ tay 5 vòng như thế này hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền nha cả nhà mình nha. Đây chuỗi mình đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi mình có thể là đeo lên áo dài, áo đầm hoặc mặc áo thun đều đẹp nha cả nhà mình nha. Đây chuỗi 108 hạt 7 ly trầm cho con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Em chào chị Trâm Phạm. Em chào chị Trâm Phạm. Cả nhà mình có muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin comment để Thanh Nguyễn và Mẫu Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà, trầm do con người trồng cấy mít với lại đá mắt chim ưng xám là hợp với người mệnh kim và mệnh thủy nha cả nhà. Đây rất là đẹp. Giá Việt Nam là 8 triệu 700 ngàn tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 378 đô Mỹ nha cả nhà. 378 đô Mỹ cho cái chuỗi 108. Chị chào hai bé. Dạ em chào chị nha. Chào chị Trâm Phạm. 378 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trầm cấy nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng nha. Mình có thể đeo vô tay 5 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Đây. Em chào chị Kelly. Em chào chị Kelly Nguyễn nha. Nói tiếng Anh chị cháu Kelly Nguyễn. Dạ chào cả nhà. Và đây là chuỗi 108 cũng là hạt 7 ly nha cả nhà mình nha. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy. Trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Mít với đá mắt khổ đỏ. Mít với đá mắt khổ đỏ và những cái trang bạc 925 rất là đẹp nha cả nhà. Đây giá Việt Nam là 8 triệu 9 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 386 đô Mỹ nha cả nhà. 386 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trầm cấy. Mình quấn vào cổ tay 5 vòng như thế này nha cả nhà mình nha. Hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp. Nè. Chuỗi mình bung ra đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Mình mặc áo dài chụp hình Tết á, chụp hình xuân rất là đẹp nha. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trầm cấy. Vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem nha. Và cuối ra sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Sẽ tặng cho cả nhà mình một ít để lấy lọc. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt, chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà, trầm do con người trồng cấy, mít với lại đá mắt khổ đỏ nha cả nhà và trang bạc 925. Giá Việt Nam là 8 triệu 900 ngàn tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 800 và giá đô Mỹ là 386 đô Mỹ nha cả nhà. 386 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy. Mình có thể đeo vô tay 5 vòng hoặc buông ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Chuỗi 108 hạt thì mình đeo được rất là nhiều kiểu và mình phối với áo dài hoặc là áo thun gì cũng đẹp nha cả nhà. Đây rất là đẹp. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng nữa nha cả nhà. Và đây là chuỗi 216 hạt 4 ly nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt 4 ly trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy, chuỗi 216 hạt mang ý nghĩa là mãi nhất lọc và lọc mãi mãi nha cả nhà. Mít với những bi vàng 18K rất là đẹp nha. Chuỗi 216 hạt, giá Việt Nam là 13 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 565 đô Mỹ nha cả nhà. 565 đô Mỹ cho cái chuỗi 216 hạt 4 ly trầm cho con người trồng cấy. Mít với những bi vàng 18 mình có thể quấn vào cổ tay 6 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền cộng ngắn cộng dài cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Mình đeo vô cổ dây chuyền mình phối thành dây chuyền nha cả nhà mình nha. Đó, mình có thể đeo cộng ngắn cộng dài hoặc là mình thắt gút cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây mình đeo theo cái kiểu thắt gút. Chuỗi 216 hạt mình đeo cũng rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt 4 ly trầm cho con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà.
Em chào chị. Không thấy ha. Em chào chị. Em chào chị Thảo nha. Hello chị, chào hai em gái yêu. Dạ em chào chị Thảo. Em chào chị Lê Thị Thu. Em chào chị Nga Nguyễn. Đây chuỗi 216 hạt nha cả nhà, trồng do con người, trồng cấy mít với lại bi vàng 18k. Chuỗi 216 hạt mang ý nghĩa là mãi nhất lộc, là lộc mãi mãi nha cả nhà. Đây rất là đẹp. Giá Việt Nam là 13 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là, đợi em xíu nha. Và giá đô Mỹ là 565 đô Mỹ nha cả nhà. 565 đô Mỹ cho cái chuỗi 216 hạt 4 ly, trồng do con người trồng cấy nha cả nhà. Mình có thể đeo vô tay 6 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 216 hàng thì mình đeo được rất là nhiều kiểu. Đây, có thể quấn như thế này. Quấn thành cổng ngắn, cổng dài hoặc đeo là rất mình là đẹp. Đeo theo kiểu ngọc trai cũng thấp bút cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chào chị Trâm Nguyễn. Đây, rất là đẹp. Chào chị Trâm Nguyễn nha. Chào cả nhà. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn có chương trình hái lộc đầu xuân nha cả nhà. Hái lộc đầu xuân cho những cô chú anh chị, những cái khách hàng đã từng mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Ngày mùng 1 Tết âm lịch mình có thể đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ. Mình ra hái lộc đầu xuân cho vui nha cả nhà mình nha. Ra hái lộc đầu xuân và ăn những cái bánh mứt nha. Bánh mứt trái cây rồi nha cả nhà mình nha, cùng chị Hương cho vui. Sẽ hái lộc đầu xuân vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối ngày mùng 1 Tết âm lịch nha cả nhà mình. Cây mai trị giá là 1.000 đô, trong đó có 4 tờ 100 đô, những tờ còn lại là 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô và 20 đô nha cả nhà. Cả nhà mình đến hái lộc đầu xuân cho vui. Và ngay ngày mùng Tết, mùng 1 Tết âm lịch, bên công ty Trầm Hương Nguyễn có chương trình là bốc thăm trúng thưởng. Sẽ được 3 giải thưởng live trực tiếp vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali. Live vào cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn chính thức và trang Trầm Hương Nguyễn 2 nha cả nhà mình. Nhằm là ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam lúc 9 giờ sáng. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn, những cái khách hàng ở Việt Nam và ở Mỹ đều tham gia được nha cả nhà. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Trong đó sẽ có 3 giải nha cả nhà mình nha. 3 giải thưởng, một giải 3 thì sẽ được trị giá là 500 đô, là gồm là bột trầm và nhang trầm. Và giải 2 là trị giá là 1.200 đô, là cho cái vòng trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Và giải nhất là trị giá là 3.000 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên, sẽ được 3 giải nha cả nhà mình nha. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Mình mua sản phẩm từ 200 đô sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Ví dụ mình mua 600 đô mình sẽ được 3 phiếu, mình mua 1.000 mình sẽ được 5 phiếu nha cả nhà. Đầu năm mà mình trúng Trầm Hương thì rất là may mắn nha cả nhà mình. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Em chào anh Huy Phan. Chào. Chị Thảo nói là nơi live ở nhà hả Thanh? Cảnh bình yên, dạ ở phía sau, ở quê nha chị. Cảnh bình yên, mát mẻ. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ nha cả nhà, không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ nha cả nhà. Nằm trong Mo Phước Lộc Thọ tại miền Nam Cali. Từ cửa sau đi vào, mình cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào, bước 2 bước, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách 2 căn là tới công ty Trầm Hương Nguyễn ở Du Lịch là 146. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai và mở cửa vào lúc 11 giờ trưa và đóng cửa vào lúc 6 giờ tối nha cả nhà. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ nha cả nhà mình. Em chào chị Hà Nguyễn nha. Chào em Hà Nguyễn nha. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, nằm tại địa chỉ là 188 đường Nguyễn Nhân Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn nha cả nhà. Và sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng, đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không đóng cửa ngày nào nha cả nhà. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, ngoài ra không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam nha cả nhà. Và cũng chỉ có 2 số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Số phone tại Mỹ của chị Hương là 714-588-9989. Và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669. Chỉ có duy nhất 2 số phone để chốt đơn hàng. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. 2 số phone ghim ở dưới màn hình nha cả nhà mình nha. Vì hôm nay đi về quê quên đem cái số điện thoại rồi nên... Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ ghim ở dưới màn hình và đọc đi đọc lại 2 số điện thoại nha cả nhà. Em chào hai chị em xinh đẹp. Chào dạ, Hà Nguyễn nha. Chào chị Hà Nguyễn. Chào cả nhà.
Và trước đây và hiện tại bây giờ, nam ca sĩ Đan Nguyên chỉ duy nhất đại diện độc quyền cho bên công ty Trầm Hưng Nguyễn. Ngoài ra ca sĩ Đan Nguyên không có đại diện, không có quảng cáo cho bất cứ tiệm trầm hoặc là cái jewelry nào khác nha cả nhà. Vì có rất là nhiều người lấy hình ảnh nam ca sĩ Đan Nguyên quảng cáo sản phẩm cho mình, quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hưng Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone nha cả nhà. Vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hưng Nguyễn nên cả nhà mình lưu ý tránh mua những cái trang giả mạo nha cả nhà. Chào cả nhà. Nãy có tiếng gà gáy cho nó sinh động. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Mẫu thì rất là nhiều nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau nha cả nhà. Đó thì nó gì đó nhái hoài luôn. Trầm do con người. Bên công ty Trầm Hưng Nguyễn sẽ có hai loại trầm nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy và trầm núi rừng mộc tự nhiên. Và trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm riêng 100% nha cả nhà. Em chào chị Xuân Huyền. Chào cả nhà. Đó. Cái gì cái kia nó cái hoài luôn. Nó sinh động. Và em sẽ lên mẫu trầm núi rừng mộc tự nhiên có trong ngày hôm nay nha cả nhà mình nha. Mẫu thì rất là nhiều nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau. Cả nhà mình có thể muốn lên mẫu nào thì cứ nhắn tin hoặc comment riêng cho trang công ty Trầm Hữu Nguyễn sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo nha. Và khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty Trầm Hữu Nguyễn là trầm núi rừng mộc tự nhiên thì đều có giấy guarantee là hàng thật 100% nha cả nhà. Nên là cả nhà mình yên tâm nha. Và đây là trầm núi rừng mộc tự nhiên chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây mình đeo nó sẽ sậm màu nha cả nhà mình nha. Trầm núi rừng mộc tự nhiên, cái mùi hương thơm nó sẽ thơm hơn trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Em chào chị Xuân Nguyễn. Chào cả nhà mình. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây, giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ nha cả nhà. Em chào chị Trang Nguyễn nha. 673 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc buông ra mình làm cộng dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Sản phẩm này mình đeo thì nó sẽ sậm màu nha. Mình đeo nó sẽ sậm màu. Có một cái chuỗi này cũng rất là đặc biệt. Giống như bị chan cổ, giống như muốn bệnh vậy đó. Ngửi hoài luôn. Và đây là có một cái chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Trong cái lô hàng cũ chỉ còn có một chuỗi duy nhất cho cả nhà mình nha. Được cái giá rất là tốt nha. Cái chuỗi này là hơn hàng thường nha cả nhà mình nha. Gần tầm như hàng chung vậy đó. Vì có một chuỗi duy nhất ở Việt Nam thôi. Vì cái chuỗi này là lô hàng cũ nên được giá rất là tốt. Giá Việt Nam là 19 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 826 đô Mỹ nha cả nhà. 826 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Đây rất là đẹp. Đây là sản phẩm gần hàng chung nha cả nhà. Đây. Rất là đẹp. Giá Việt Nam là 19 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 826 đô Mỹ nha cả nhà. Chỉ có một cái chuỗi này duy nhất thôi nha, vì lô hàng cũ nên còn sót lại một chuỗi nên được giá rất là tốt nha cả nhà. 826 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Đây rất là đẹp, chỉ còn một chuỗi duy nhất thôi. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc buông ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây, chuỗi 108 hạt thì mình đeo được rất là nhiều kiểu. Em chào chị Nhi Lê. Mình có thể phối với áo dài, áo hung hoặc là áo kiểu được rất là đẹp nha cả nhà. Và đây là chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên, giá Việt Nam là 20 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 869 đô Mỹ nha cả nhà. 869 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly. Mình dành cho cổ tay nam lẫn nữ nha cả nhà.
cổ tay nữ thì mình đeo 4 vòng. Cổ tay nữ hơi tròn tròn thì mình sẽ đeo được hạt 7 ly nha cả nhà. Như cây Thanh Nguyễn thì mình sẽ đeo được là cái chuỗi 108 hạt 7 ly. Đây. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà mình nha, trầm núi rừng mộc tự nhiên. Chuỗi 108 hạt mình có thể là mình phối mình đeo cổ tay hoặc là phối đeo thành dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Em chào anh lạc lối. Chào anh lạc lối lạc đường. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây rất là đẹp. Giá Việt Nam là 20 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 869 đô Mỹ nha cả nhà. 869 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc buông ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây, nữ mà cổ tay tròn tròn thì mình cũng có thể đeo được hạt 7 ly nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Rất là đẹp nha cả nhà. Có cái chuỗi này cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt 4 ly. Đây. Có cái chuỗi 216 hạt 4 ly tầm gần như hàng chung nha cả nhà mình nha. Như hàng chung, này là hàng chung á. Này là chuỗi 216 hạt 4 ly nằm ở phân khúc hàng chung nha cả nhà. Nằm ở phân khúc hàng chung mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt chuỗi 216 hạt 4 ly miếng với những bi vàng 18k. Đây, trầm núi rừng mộc tự nhiên nằm ở phân khúc hàng chung, mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt mang ý nghĩa mãi nhất lộc và lộc mãi mãi nha cả nhà. Giá Việt Nam là 62 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2695 đô Mỹ nha cả nhà. 2695 đô Mỹ, mình có thể quấn vào cổ tay 5-6 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp. Mình bung ra đeo thành sợi dây chuyền mình đeo được 2 vòng như thế này nha cả nhà. Đây, mình bung ra đeo thành sợi dây chuyền cộng ngắn cộng dài rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Em chào chị Vi Vi. Em chào chị Vi Hà. Vi Vi Hà. Đây. Cả nhà mình muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Và cuối like sẽ được một món cuối cùng được tặng một ít để lấy lọc nha cả nhà. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết. Mình chỉ được tặng trên like như thế này là cái món cuối cùng mình được tặng thêm một ít để lấy lọc nha cả nhà mình nha. Để cho cả nhà mình vui. Chuỗi 216 hạt 4 ly nha cả nhà, trầm núi rừng mộc tự nhiên mít với lại bi vàng 18k. Đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Sản phẩm hàng chung mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 62 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2695 đô Mỹ. 2695 đô Mỹ cho cái chuỗi 216 hạt 4 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt mang ý nghĩa là mãi nhất lộc là lộc mãi mãi nha. Mình có thể đeo vô tay 6 vòng hoặc là bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 216 hạt này mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Em chào chị Mina Đặng. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, mình có thể đeo 2 vòng vào cổ cũng rất là đẹp nha cả nhà. Em chào chị Mina Đặng. Và đây là chào cái vòng đeo tay hạt 14 ly nha cả nhà. Đây, vòng đeo tay hạt 14 ly. Cái vòng này nằm ở phân khúc hàng chung nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp, mùi hương thơm cực đỉnh nha cả nhà mình nha. Cái vòng này mùi hương thơm đỉnh lắm luôn á. Đây. Những cái lô hàng cũ thì mình được cái mùi hương thơm rất là tốt nha cả nhà mình nha. Và giá Việt Nam là 55 triệu tiền Việt Nam đồng. 55 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2391 đô Mỹ nha cả nhà. 2391 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho cổ tay nam nữ, mình thích đeo hạt to to mình vẫn đeo được hạt 14 ly nha cả nhà. Nằm ở phân khúc hàng chung mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Đây, cái vòng này được cái mùi hương thơm rất là đỉnh nha. Cái lô hàng cũ nên mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà. Đây, vòng đeo tay hạt 14 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Mùi hương thì khỏi phải chê luôn. Giá Việt Nam là 55 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2391 đô Mỹ nha cả nhà. 2391 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 14 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Nữ mà cái cổ tay bự bự mình có thể đeo được, mình muốn đeo fashion thì mình có thể đeo được cái hạt 14 ly nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Mùi hương thì khỏi phải chê nha. Rất là đẹp. Đây, có cái vòng này là đây là vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà.
vòng đeo tay hạt 12 ly, vân dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Những cái vân dầu đẹp như thế này thì rất là hiếm nha cả nhà. Vân dầu đẹp như thế này thì rất là hiếm nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt 12 ly, đây là sản phẩm nằm ở phân khúc hàng VIP nha cả nhà. Nằm ở phân khúc hàng VIP, mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Cái chiếc này cũng có một chiếc duy nhất nha cả nhà. Vân dầu rất là đẹp, rất là đỉnh nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt 12 ly, vân dầu rất là đẹp, cực đỉnh luôn á. Đây, giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.739 đô Mỹ nha cả nhà. 3.739 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 12 ly. Đây là nằm ở phân khúc hàng VIP nha cả nhà mình nha. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp, mà vân dầu rất là đẹp luôn á. Vân dầu mùi màu rất là đẹp nha cả nhà mình nha, cực đỉnh nha. Đây, cái chiếc này cũng ở Việt Nam chỉ có một chiếc duy nhất nha cả nhà mình nha. Nếu cả nhà mình có muốn cái mẫu đó cuối cùng thì cứ comment nhắn tin để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền cuối like sẽ tặng cái vòng này cho cả nhà mình một ít để lấy lọc nha. Còn khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà mình nha. Mẫu thì giống nhau nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau nha cả nhà. Có nhiều lô hàng làm ra một thí dụ mấy vòng thì có thể là ship qua Mỹ hoặc là để Việt Nam. Có nhiều cái lô hàng thì mình làm ra chỉ được có một vòng nha cả nhà. Em chào chị Kiều Nguyễn. Em chào chị Kiều Nguyễn. Đây, vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm trầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha cả nhà. Đây, cái chiếc này thì cái vân dầu của nó rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đỉnh luôn á. Giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.739 đô Mỹ nha cả nhà. 3.739 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm trầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Vân dầu rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ở Việt Nam chỉ còn có một chiếc duy nhất thôi. Có một chiếc duy nhất nha cả nhà mình nha. Vân dầu rất là đẹp, thì vân dầu những cái chiếc mà cái vân dầu đẹp như thế này thì rất là hiếm nha cả nhà. Có nhiều cái lô hàng mình làm ra chỉ được có một chuỗi hoặc một vòng nha cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng ghi ở dưới màn hình. Hôm nay không có hai số phone nha cả nhà mình nha, không có để hai số phone được. Nên cả nhà mình lưu ý chỉ có hai số phone để chốt đơn hàng. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn có chương trình hái lộc đầu xuân vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối. Cả nhà mình có thể đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình hái lộc đầu xuân ngày mùng 1 Tết cho vui nha cả nhà. Cây mai vàng trị giá là 1.000 đô, trong đó có 4 tờ 100 đô và những tờ còn lại là 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô và 20 đô nha cả nhà. Và cũng là ngay ngày mùng 1 Tết âm lịch, bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live stream trực tiếp vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali ngày mùng 1 Tết âm lịch và là ngày nhằm ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng. Sẽ live stream trực tiếp và chọn ra 3 vị khách may mắn nha cả nhà mình nha. Sẽ bốc thăm trúng thưởng 3 vị khách may mắn, mình có sẽ có 3 giải nha cả nhà. Giải 3 trị giá là 500 đô gồm bột trầm và nhang trầm. Và giải 2 trị giá là 1.200 đô cho cái vòng đeo tay trầm núi rừng mộc tự nhiên. Và giải nhất là trị giá 3.000 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. 3 giải nha cả nhà mình nha. Và đầu năm mình trúng trầm hương thì rất là may mắn. Khi mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha cả nhà. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có hai số phone, vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì lưu ý gọi vào hai số phone cho chắc ăn nha cả nhà. Em chào chị Mỹ Hà. Chào chị Mỹ Hà, chào cả nhà. Và sau khi up cái like này, bên công ty Trầm Hương Nguyễn có download cái video này đăng lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn, để cô chú anh chị không có sử dụng Facebook thì mình có thể lên kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn mình xem và mình chốt lại cái món cuối cùng nha cả nhà. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết, mình chỉ được tặng trên like như thế này và cái món cuối cùng được tặng một ít để lấy lọc nha cả nhà mình nha.
Và cả nhà mình là Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu ngẫu nhiên nha, lên mẫu ngẫu nhiên và chốt cho cả nhà mình một ít để lấy lọc. Thì những cái cô chú anh chị nào mình muốn chốt thì mình comment chữ chốt, vì có nhiều khách là comment đó để sợ là những cái trang giả mạo là nhắn tin vào làm phiền, nên cả nhà mình có thể là khi sau khi up cái like này mình sẽ gọi vào số phone đầu tiên của chị Hương ở Mỹ để mình chốt nha, một cái số phone của chị Hương ở Mỹ là 7145889989 nha cả nhà. Em chào chị Nguyệt Trần, chào cả nhà. Em chào chị Kim Phượng. Em chào chị Kim Phượng. Và mình sẽ hôm nay Thanh Nguyễn và Bổng Huyền sẽ tặng một món cuối cùng để một mình một ít để lấy lọc nha cả nhà mình nha. Mình tặng cái chuỗi đi. Tặng cái chuỗi này đi. Hay tặng cái vòng, tặng cái vòng á, tặng cái vòng. Chỉ có một cái vòng duy nhất nè. Đây, cái vòng 12 ly là chỉ có một cái vòng duy nhất ở Việt Nam nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt 12 ly, đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Vân dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Vân dầu rất là đẹp. Vân dầu đẹp như thế này thì rất là hiếm nha cả nhà. Giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 3.739 đô Mỹ nha cả nhà. 3.739 đô Mỹ cho vòng đeo tay trầm hương VIP nha cả nhà mình nha. Đây, rất là đẹp, vân dầu rất là đẹp nha cả nhà mình. Và trên cái like này Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ tặng cho cả nhà mình 139 đô nha. Tặng cho cả nhà mình 139 đô là còn 3.600 chẳng nha cả nhà. Vì chỉ còn một chiếc duy nhất thôi nên Thanh Nguyễn và Mộng Huyền tặng cho mình 139 đô là rất là nhiều rồi nha cả nhà mình nha. Thường thường là không có tặng nhiều như vậy đâu, vì cái chiếc này chỉ có một chiếc duy nhất ở Việt Nam thôi, nên tặng cho cả nhà mình một ít để lấy lọc nha. Giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.739 đô Mỹ. Và cuối cái like Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ tặng cho cả nhà mình là 139 đô để lọc và còn 3.600 chẳng nha cả nhà. Ai mà sở hữu được chiếc vòng này thì rất là lucky nha. Vòng đeo tay 12 ly vân dầu rất là đẹp, cực đẹp luôn nha cả nhà mình nha. Mùi hương thơm thì rất là đỉnh, vân dầu rất là đẹp. Đây, vòng đeo tay em chào chị Hoa Trương. Vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà, trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trầm hương VIP. Sản phẩm trầm hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên vào bóng rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 86 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.739 đô Mỹ. Và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ tặng cho cả nhà mình là 139 đô là còn 3.600 chẵn nha cả nhà. 3.600 chẵn cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Tặng 139 đô là rất là nhiều rồi nha cả nhà mình nha. Tặng 139 đô là còn 3.600 chẵn. Chị chào nhà. Đào Vân nha. Đây, 3.600 chẵn cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly, đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Chỉ có một chiếc duy nhất nha cả nhà mình thôi. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Chỉ một người duy nhất được chốt với giá quà tặng đặc biệt thôi. Ngoài ra khi ra tại Mall Phước Lộc Thọ hoặc đến tiệm trầm hương Nguyễn tại Việt Nam thì mua đúng giá niêm yết nha cả nhà, không bớt ngàn nào. Nên là cả nhà mình nhanh tay nha. Chỉ có một chiếc duy nhất nha cả nhà, nên Thanh Nguyễn và Mộng Huyền tặng cho mình một ít để lấy lọc nha cả nhà mình nha. Dạ em chào chị Đào Vân. Chào Đào Vân mình. Và chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Số phone ở Mỹ của chị Hương là 714-588-9989 và số phone của chị Thanh tại Việt Nam là 0983-556-669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin bye bye cả nhà mình nha. Và hẹn cả nhà mình ngày mai. Bye cả nhà mình.